Chào mừng các bạn đến với cửa hàng mypet.tk. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại xà bông tắm cho gà có tên là Zero Mite. Mite có nghĩa là mạt, Zero Mite là giống như là đặc trị mạt. Thành phần của nó là có dầu cây trà, có tác dụng là 3 trong 1. Cái này là tiếng Philippines, nhưng mà đại khái giống như là cái thứ nhất, công dụng thứ nhất là nó chống ký sinh trùng, cái thứ hai là chống nấm, và cái thứ ba là chống vi khuẩn. Đây là hình thức bao bì của nó. Túi này là 10 ml. Ok, chúng ta coi thành phần của nó. Thành phần của nó gồm có cybermethrin 10% và dầu cây trà. Công dụng của nó bằng tiếng Philippines không các bạn. Nhưng mà đại khái nó là cái thứ nhất là chống ký sinh trùng, là Zero Mite loại bỏ và ngăn chặn tất cả các ký sinh trùng bao gồm ve đỏ, bọ ve, rặn mạt. Cái thứ hai là chống nấm, thì Zero Mite giúp loại bỏ nấm ngoài da thường hay lây nhiễm trong gà chọi. Cái thứ ba là chống vi khuẩn, là nó giúp điều trị các triệu chứng của bệnh ké chậu, nhiễm trùng bàn chân. Thì với cái tinh dầu của cây trà thì nó giúp cho lông cứng cáp và luôn bóng mượt. Cách sử dụng: nếu như mà chúng ta dùng để diệt rặn mạt thì chúng ta pha một gói Zero Mite với 2-4 lít nước, sau đó nhúng gà vào hỗn hợp thuốc, không rửa lại, đem phơi khô dưới nắng mặt trời. Nếu mà trường hợp bị nặng thì chúng ta tăng liều gấp đôi. Còn đối với bệnh ghẻ, ké chậu thì chúng ta làm sạch dùng bị ghẻ, ké, sử dụng tăm bông, thấm dầu gội và bôi vào dùng bị ghẻ, ké, bôi vào sáng sớm và buổi chiều hàng ngày cho đến khi hết bệnh. Định kỳ sử dụng thì từ 7-10 ngày một lần. Ok, thuốc này là nó từ Philippines. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.